qua camera nè. Nè, bò con mày coi này đó, tôi tôn trọng lời mời của huyện, tôi đi xuống cho bên cưỡng chế đất này và xuống mấy chú công an đóng tôi này, không cho đây này đó, đóng thu đồ như đây, không đi tôi về thôi ấy. Xa này mà có chuyện chế mình là không nói tôi được vậy ra, mấy cháu đi đóng này, không cho đây này đây đó, là thu sách thu nước của tôi nè, thuốc của tôi nè, để là đây bị tôi đi công này đó, bò con mày coi này đó, cái dây má tôi à, nước không cho đây, đi, 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 đi xuống rải mà nước không cho theo nè, không cho rửa, không cho làm ăn này đó, người ta coi tôi đi về nghe chưa, xa này có trường hợp gì á là chịu không tôi đến gì mấy, tôi không biết cái không cho tôi đây xuống, chứ không phải là tôi xuống là à, đóng lạc không cho tôi đi cần đường dắt rồi mấy, rồi đó là tất cả chính quyền này rồi cấp có thẩm quyền này có thử việc làm của mấy của công an này, của công an huyện, công an mấy đấu công an đi làm có đóng này ra, mời tôi đi cưỡng chế mà xuống là không cho tôi đem đồ đây, nước không cho đem, thuốc vô đem, rửa không cho tôi đây, cầm đây là bác tôi để lẹ. Anh đây bình thường chứ nhưng mà. Đó mấy anh cho đây, cho cầm đây. Hay là nhưng mà anh đây có những cái vật dụng dây bây giờ. Nó thì rửa rửa mấy nước chứ có thuốc, thuốc mà không cho đây. Xe là đâu rồi? Nó rửa. Không là mũ bảo hiểm đúng không? Không mũ bảo hiểm tôi để xe lẹ. Tôi để có. Rồi tôi xe mũ bảo hiểm tôi để xe lẹ. Đó không có đây là mà anh làm việc chứ không phải là mà không phải không cho đây đâu. Nghe không? Về mô mấy ông đi hôm sau làm sách làm rửa ta về chắc về chứ mày không cho đây nè, tao đang quay được phớt tiếp đây. Mấy cháu đi không cho đây nè đó, bọn con mày coi hỉ. Mấy cháu không cho tôi đây xuống làm việc với là bị thị điện ấy. Bên thị điện cưỡng chế đất tôi mà không cho tôi xuống, đóng nẻo đóng đường không cho heo mà chồng tôi xuống nè. Rồi. Phớt tiếp luôn. Phớt tiếp đi ăn. Đó, bọn con này mấy đóng phớt tiếp đây. Đó, mấy cháu đóng đường không cho tôi đây nè, thị điện mời xuống cưỡng chế đất mà đóng đường là không cho heo mà chồng tôi đây. À, thấy hành vi của lãnh đạo này, của cán bộ này, của công dân nước Việt Nam này, bằng đồ xanh này, đồ vòn này, đeo sống đeo ống chúng cõng tử không cho vợ chồng tôi đây này đó, tôi thấy lòm mà còn thấy lòm này đóng đường chắc là heo vợ chồng tôi đi tù thôi, đừng có đặt đóng gần đây chắc đi tù thôi, thôi tôi nói tôi đây chúc bà con là mạnh khỏe, hãy xa này có con ai em cho ăn hạt lòm con bon ấy đóng đường người tôi mà bạn xoa mỹ có lòm ấy vậy mong đi lòm mà mong rửa mong nước mong thuốc không cho đây nhưng mà biết là để là lẹ. À, thì đó mấy cháu mở kiểm tra hết rồi đó, người nước thuốc không cho cầm đây nè, không cho cầm đây bác bị để lẹ đó, không cho đây mấy cháu không cho đây nè bị để đó. Đó có không mấy cháu bị để ba lô lẹ có nói không mấy cháu đang do miệng kinh mới bên cháu đây tôi để mà nói chuyện với nó mấy cháu nó không cho đây mà chừng mới nói e nói anh mấy cháu không cho đây mà mấy chừng mới nói anh cháu do miệng e nó không cho đây một heo mấy cháu không cho đây không cho đây mà chừng cháu đi ra cháu đi nó không cho đây bây cháu nói lẹ e nó không cho đây. Chúng nó đây rồi không cho mua lô đây, đây là để ở đây đó, mấy cháu nói nguồn tôi đi lồn không cho rửa mà đang đó thôi không đây là vợ chồng tôi về không cho đây tôi về thôi, có chuyện không có chuyện chắc là thôi đất tôi chắc bắt rồi mấy cháu kẻ thì ở dưới đây lái đất kẻ thì đón đòn à, công an đóng từng nẻo nẻo không cho vợ chồng tôi xuống rồ bít cái chân không cho đây bị tôi đây không cho đây không, đóng là tôi ngồi từ rồi nói gì đây hãy tôi đây giờ nói là tóm giờ kém mà chúng đóng lên từ đang vẫn chưa đi được thì tôi nói tôi xe bảo hiểm tôi không giấy tờ tôi để xe lẹ tôi đi bộ mấy cháu không cho luôn mấy cháu không cho mấy cháu đi không cho nè để ba lô lẹ này đó không cho để ba lô lẹ tôi cái xe tôi để xe tôi đi bộ mấy cháu đó đây hay bỏ ba lô lẹ không được mang ba lô theo tôi lồm mà không mang ba lô mà rửa mà nước uống ra chứ lồm đó việc nó ra mấy người to coi vậy tôi coi việc là e đúng là xe tôi xe tôi chịu không tôi đến nhiệm vì tôi xuống đến đây đây ngay xuống ngay nhà chú Sát Sơn này ngay vườn cổ sâu đây công an đứng đảo là không cho tôi mong ba lô đây này nó heo ở trong tôi không cho tôi đây còn đường lè đóng heo trong tôi thôi tôi về còn cái chuyện nó thôi đắt tôi thì đắt nữa kẻ đóng đòn kẻ đóng xóa kẻ chứ đấy đắt chú không chú là mua ra chứ biết chú mua ra chứ biết ông chú mua ra chứ biết chú vừa dưới chú sọc bên đây họ đóng không cho tôi ngồi đây mà chú nó đang chú mua thì tôi nói rồi mẫu bảo hiểm không sai tôi xe để xe lẹ tôi nói cả tôi mong đây chứ biết không cho không cho mong lô đây để lô ở đó nước nông lúc được không cho đây à, không cho mong đây đi lo không cho mong thôi nước cho mong bị tôi đi lo chơi chứ tôi không cho tôi đây vì đây để ba lô ở đó đó đây để ba lô lẹ không cho tôi đây một ba lô đây thuốc nước bất cứ rửa tôi heo chào tôi heo rửa lò mang rửa đó mà không cho đây để ba lô lẹ nước đây lẹ
Bây giờ nước thì anh đây chứ. Ok, phù. Không đây mà không cho đây đang không? Ba lô giống như chờ chú đi xuống á là theo quyết định cưỡng chế là mời chú xuống tắm giờ chú xuống làm việc đúng không? Rồi tôi đúng rồi tắm giờ. Thì chú cứ xuống làm việc chứ chú đang thay đồ làm chi chú đi ra rồi. Nước nông thúc rửa làm ăn có đường phương tiện đây mà, phương tiện làm ăn mà. Đi mà cháu thỏa gài sâu chú thỏa sống thỏa biết không? Mà cháu lồm cái lồm cầm phương tiện tôi đi lồm cầm phương tiện chứ. Ấy là chú cứ đi đi bình thường. Còn cái này nếu như nước nông chú đang cầm còn cái này cần thiết cái gì chứ sao khi điều kiện tụi con. Hồi nãy tôi có nói nè, tôi để đây, tôi bôi xong, tôi biết mấy cháu ở đây mà tôi, mấy mấy cháu mà nói là, đem mấy rảnh mà đem, tôi biết xong rồi, mấy ông cháu tôi đem, mấy ông cháu tôi đem, mấy ông cháu tôi đem. Anh đây rồi. Mua tên anh dịch bệnh á, là đây khổ tao vô lùm chứ luôn. Để đó, để đó tôi. Để đó tôi. Đồ đi lô mà ăn. Cái gì? Đưa đây, được không anh? Đưa đây. Không có đi lô em cũng được ạ. Mấy cháu đi lồng con không có biết tôi đi lồng cầm được ạ. Không cháu tôi cầm tôi không đây. Không cháu cầm đây. Đó, mấy cháu không cầm đây. Đồ của gia đình tôi đi lồng mà không cho đi lồng này. Thôi, để đây xuống đưa. Rồi, được rồi, mấy cháu không cho tôi cầm được. Chứ mấy cháu sống ở đây. Không cho đi lồng này. Đây này, công an này. Bố vậy đánh mòn cháu tôi biết bộ bốn rồi. Vợ chồng tôi chỉ có heo, vợ chồng ở đây một lực lượng là mấy trăm người này. Mấy trăm người đây này. Được uy hiếp này. Đây bình thường chứ. Không cầm đây đâu. Mấy ông cầm sống một đồng bộ bị mòn, tôi cầm được bộ bị mòn. Đi ra rồi, mấy ông đâu, bán tôi giết tôi đang. Em biết, không biết cái gì cũng nhập đó à. Nói này mời nè, kêu thủ tướng chính phủ hồi mua này ra lấy công bằng lại cho dân chúng tôi nè. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Dung Quốc hồi mua này. Tôi nói không nghe nói. Này, coi thử lính của mấy ông làm việc có chính xác không? Đất của người dân, lấy mà trường đợt cưỡng chế. Mời dân tôi xuống, mời hai vợ chồng tôi xuống mà trường khâm cho đây. Đi nè. Ôi, không đây nữa. Đây, anh không đây nữa, cái đó là cái việc của anh. Cô cháu này.